Dạ, nghe con. Ừ, chị chào em nhé. Chị sẽ dạy thử cho em ấy về thứ nhất là cái phương pháp, thứ hai là cái nội dung của cái khóa học ấy. Thế thì chị cũng chưa biết là Trung sẽ lựa chọn ấy là học ở trên cái hồ sơ của bên trung tâm chị ấy hay là học ở trên cái hồ sơ của bên em. Tuy nhiên ấy là cái buổi học thử ấy, cho nên chị sẽ lấy cái hồ sơ của bên trung tâm ấy nhá để chị dạy cho em. Đó, kế toán Việt Hưng. Mình vào học thì mình sẽ vào cái trang kế toán Việt Hưng.com. Đây là cái trang giáo trình của bên chị. Khi em đăng ký là học viên thì em sẽ vào cái chỗ này này để em đăng nhập email và mật khẩu của em ấy để em vào giáo trình, thì nó sẽ có một cái khóa học của tôi ở bên cạnh. Tuy nhiên là mình chưa đăng ký cho nên chị sẽ vào cái chỗ các khóa học đây. Thì bên chị có những cái khóa học này này, đầy đủ luôn, sản xuất này, vận tải nhà, khách sạn đấy. Lĩnh vực nào ấy thì sẽ đi sâu vào lĩnh vực đó. Nhưng mà chị sẽ sang phần kế toán xây dựng. Thì trong phần kế toán xây dựng này, em bấm vào cho chị cái giáo trình kế toán xây dựng năm 2019. Giáo trình của bên chị nó sẽ chia ra các phần. Phần 2 này là cái phần demo, tất cả các giáo trình ấy đều nhìn thấy là phần xử lý số dư đầu kỳ. Các cái phần 3 là phần dự toán, phần 4 là các cái vấn đề phát sinh trong kỳ như là công cụ, tài sản, vật tư, xuất kho cho các công trình cũng như là các cái loại thuế vãng lai, lập tờ khai thuế vãng lai thì ở trong này nó thể hiện hết. Thế thì bây giờ khi vào một cái giáo trình của bên chị thì em sẽ bấm vào ví dụ như cái chữ xây dựng đây. Đó, em bấm chữ xem nội dung. Khi học ở trên chứng từ của học viên ấy thì học viên cũng sẽ cung cấp ấy cho cô giáo tất cả các cái nội dung liên quan đến đầu kỳ. Thế thì ở đây cái giáo trình của bên chị là mùng 1 tháng 1 năm 2019, tức là sẽ khóa sổ ngày 31 tháng 12 năm 2018 nhá. Thế thì khi mà em đi nhận một công ty hay là em nhận dịch vụ kế toán thì bao giờ em cũng quan tâm cho chị ấy, đầu tiên đó là báo cáo tài chính, tại vì trên báo cáo tài chính này nó thể hiện khá nhiều vấn đề ấy, và em sẽ suy ngược tất cả các vấn đề liên quan chi tiết ấy đính kèm tiếp theo. Đối với báo cáo tài chính ở đây là bên chị bỏ hết những cái đầu kỳ phát sinh đi để lấy cái số dư ấy cho học viên đỡ nhầm, đỡ nhập sai. Tuy nhiên là chị sẽ đi phân tích cái bảng cân đối này phát sinh từ số dư. Ví dụ như ở đây nói đến, nhìn đến cái tài khoản 131, khi mà mình nhận việc mình nhìn thấy bên nợ là 79 triệu, bên có là 518 triệu, đúng không nào? Thứ nhất em sẽ đi quan tâm đến một cái bảng tổng hợp công nợ phải thu, cái này thì cũng đơn giản và chắc là em cũng biết. Tuy nhiên trong công ty xây dựng thì cần phải theo dõi cho từng đối tượng chủ đầu tư cũng như là phân chi tiết cho từng công trình luôn, thì không biết là ở công ty Trung có làm như thế không, nhưng mà đối với giáo trình bên chị ấy, thì sẽ chia ra chi tiết, bởi vì nếu một chủ đầu tư có thể phân cho mình nhiều công trình thì mình phải theo dõi. Thế khi mình mà đối chiếu ấy, công nợ ấy của từng công trình với chủ đầu tư đó thì nó rõ ràng ra rồi. Thế thì việc kế toán phải theo dõi công nợ cũng phải chi tiết. Tuy nhiên là cái điều chị muốn nói đây là khi dạy, cô giáo của bên chị sẽ phân tích cái vấn đề cho em. Giả sử cái ở đây là bên nợ là 79 triệu, bên có là 518 triệu. Ta quay lại cái bảng cân đối này. Thì bên nợ thì dễ rồi, đó là cái khoản phải thu của khách hàng ấy. Nhưng bên có này rất là nhạy cảm đối với thuế. Đối với công ty xây dựng cái việc bên có này ấy, rất là nhiều, rất là lớn. Và lại cái kiểu gọi là có thể là một là thể hiện là cái khách hàng ấy người ta chuyển tiền vào cho mình, nhưng mà người thuế họ sẽ nhìn cái mối tương quan ấy của cái tài khoản 154 đen này, thấy chưa? Nếu hầu như cái mối tương quan của tài khoản 154 này thường thường chiếm khoảng tầm 70 đến 80% so với tài khoản 131 đấy thì là hợp lý, hoặc là 154 này là chi phí dở dang nhiều hơn cũng được. Nhưng mà nếu như trong trường hợp bên có của 131 lớn mà bên 154 ấy lại không thể hiện gì cả thì chứng tỏ là đây là một cái khoản tạm ứng vô lý ấy, thì thuế cũng sẽ gọi là em lên để thanh tra, để hỏi ấy, để giải trình. Thế ví dụ như thế, ngoài ra nữa thì em phải chú ý, giả sử như mình nhận bàn giao một cái công ty mà có cái số dư 131 nhiều như thế này thì em cũng phải xem xét chú ý vấn đề là các cái công trình đấy thực tế có phải là những cái khoản ứng trước ấy hợp lý hay không, hay là do công trình ho do họ xuất trốn xuất hóa đơn ấy, mình không xuất hóa đơn, thì khi đấy mình sẽ cần phải kiểm tra lại những cái hồ sơ ngược lại ấy, của cái năm trước đấy ấy. Em hiểu không?
mình sẽ kiểm tra ngược lại cái hồ sơ của năm đấy, và xem là đây là những công trình như thế nào mà khách hàng chuyển tiền vào một phần ấy, nhưng mà hoàn thành công trình rồi mà mình, hoặc là hoàn thành công trình rồi mà mình chưa xuất hóa đơn, thì cần phải có những cái biên bản này, những cái phụ lục hợp đồng để làm thế nào để mình gia hạn cái thời gian thi công ấy cho hợp thức hóa với cái khoản tiền mà chủ đầu tư đang ứng trước tiền cho em. Đấy, tức là khi dạy thì cô bên chị sẽ đi từ những cái vấn đề của cái báo cáo tài chính này, sau đó phân tích vấn đề cái sự tồn đọng của những cái chỉ tiêu này ấy, cho học viên, để học viên chú ý khi vào các doanh nghiệp để làm những cái này. Thì chị thấy trên thực tế cái một bên có một bên một của công ty xây dựng rất là lớn và rất là hay bị dòm ngó. Đấy, quyết toán thì phải chứng minh đủ thứ như là hợp đồng, và trong cái hợp đồng đó thì quy định là chỉ ở bao nhiêu phần trăm là tạm ứng, trong thời gian tạm ứng bao nhiêu thì sẽ phải nghiệm thu giai đoạn mấy, giai đoạn mấy thì nó sẽ thể trong hợp đồng cả, và em chứng minh được bên có một phần một này phù hợp thì thuế sẽ không bắt em phải truy thu. Thế thì bây giờ tương tự như thế thì đến một cái tài khoản ví dụ như là 133 đang còn 42.321.010 đồng, thì em cũng tải cái tờ khai thuế quý 4 năm 2018 về xem chỉ tiêu 43 ấy, trên tờ khai nó có trùng với chỉ tiêu 133 ở đây không, bởi vì rất nhiều bạn kế toán làm thuế chẳng khớp tí nào cả. Thế khi làm, khi mà kế toán mới vào kiểm tra thì mới thấy là làm sai ở đây thì có thể là khi kế toán cũ làm thì người ta sẽ không hệ thống trên phần mềm Visa, hay là họ không hệ thống vào file Excel, tức là nó sẽ không có chi tiết mua bán ra, mà cứ nộp cái bản XML ấy, số tổng. Hầu như 100% học viên chị dạy cũng như chị làm nhận lại dịch vụ ấy đều phải điều chỉnh VAT, bởi vì cái tình trạng là không thống kê lại ấy, không có bảng kê chi tiết mua vào bán ra. Thế thì ở đây em cũng phải kiểm soát được cái tiền thuế này nó có khớp với tờ khai thuế không, nếu khớp thì chứng tỏ là đang đưa lên đúng. Tuy nhiên có những cái tình huống là về thuế ấy, thì mình làm lại báo cáo tài chính ấy, thì mình cứ làm hạch toán đúng trên cái hồ sơ sổ sách mình đang giữ ấy, đang nhận của công ty ấy. Còn cứ tờ khai thuế thực ra đôi khi không quan trọng, em cứ làm, em cứ cân, khi cân xong rồi thì em lập tờ khai thuế trên phần mềm Visa sao cho từng quý của nó sẽ khớp, gần khớp đầu ra cho chị là được rồi, khớp đầu ra đúng với cái kế toán cũ đã làm. Còn đầu vào ấy thì nếu như của em làm được nhiều hơn của kế toán cũ thì bắt buộc em sẽ phải loại trừ bớt cái hóa đơn, loại trừ đấy không phải là xóa hóa đơn đã nhập, mà mình loại trừ ở quý này sang dồn sang quý sau ấy. Cứ nghĩ là đầu vào của mình thì được quê khai mãi mãi trước khi cơ quan thuế thanh tra và quyết toán, nhưng mà đầu ra mà em không khai thì đương nhiên phải điều chỉnh, hiểu chưa? Vậy thì em phải kiểm tra được phần thuế này, nếu như phần em làm lại báo cáo tài chính thì em sẽ phải hệ thống ra cái của em so với cái XML của người ta, nếu như không có chi tiết thì em đành phải điều chỉnh lại cho đúng ấy với cái bảng kê của em này, để sau này quyết toán thì mình sẽ phải trình bày cả cái bảng kê mua vào bán ra để thuế tích từng cái đầu vào từng cái đầu ra của mình nhé, để check cái thông tin của công ty. Đấy là nói xét về đến mặt thuế. Thì cái buổi học thử ấy thì chị sẽ không đi vào chi tiết ấy của Misa đâu, mà chị chỉ đi giới thiệu ấy, cũng như phân tích ấy cho em cái cách học thôi. Đấy, thì khi mà đầu tiên là chị sẽ phân tích báo cáo tài chính cái đã, sau đó từ đó bắt đầu mới hướng dẫn cho học viên ấy nhập liệu, số liệu, chứ không phải ngay từ đầu chị vào em vào danh mục hàng hóa em nhập đi mà không cần giải thích cho học viên là nó là cái gì, hiểu chưa? Đấy. Thế thì em ở trong em đợt này có bị dịch không? Dạ có cô, đang bắt đầu ngày hôm nay em ở nhà đẹp rồi. Em ở Đà Nẵng đúng không? Dạ. Thế thì Đà Nẵng là tâm dịch cho nơi này nguy hiểm. Thì với cô thì trước đây thì em có học một cái khóa gọi là khóa sơ cấp thôi, từ kế toán tổng hợp thôi. Sau đó em làm thì lại bên nhà nước. Chỉ là kế toán nội bộ một mảng thôi, hành xử sự nghiệp là hỗ trợ hỗ trợ với lại kế toán kia nhiều quá, em làm bên mảng kế toán bên hiến máu nhân đạo ấy của thành phố. Rồi hành xử sự nghiệp đây là chỉ là một cái mảng cái đấy là hành xử sự nghiệp đơn thuần đạo này. Đơn thuần đúng không? Đơn thuần chứ bây giờ làm nên báo cáo tài chính hay như nào thì có kế toán trưởng làm hết rồi. Thực ra là đơn thuần bên hành chính sự nghiệp đơn thuần thì nó cũng dễ hơn là có thu đấy, nhưng mà nghe hay nhân đạo đấy thì nói chung là nguồn chủ yếu là của ngân sách nhà nước thôi, chứ nó mình cũng không thu ngoài được ở những cái gì cả ấy. Đó, tuy nhiên là bên chị thì cũng cả đào tạo cả hành chính sự nghiệp ấy, và bản thân chị cũng tư vấn về hành chính sự nghiệp nên là em nói thì chị cũng biết được đâu là đơn thuần đấy, đâu là có thu, đâu là dự án. Thế bây giờ tự nhiên là chuyển sang xây dựng à? Bây giờ
chuyển qua xây dựng, mà trước giờ chị làm bên trên phần mềm bao giờ. Đấy, là bây giờ muốn quan trọng nhất là bây giờ muốn là hệ thống lại cho em cái về cái phần tổng hợp. Nhưng mà chị hỏi phần nào mà em rõ rồi á, như thế là nói cô là đi lướt qua. Đúng rồi. Phần nào mà chậm hơn cần cô á thì nói chung là hệ thống lại toàn bộ á. Em xem là em muốn là nặng lại gốc phần đầy đủ hết. Về nguyên lý kế toán chung nặng không? Lý thuyết đấy. Dạ. Lý thuyết là bạn nắm được rồi đúng không? Nói chung cũng có, nhưng mà bây giờ cũng cần phải là hệ thống lại. Hệ thống lại. Dạ. Thế bây giờ chị nói thế này này, về nguyên lý ấy là thứ hai là bên em lại dùng Bravo. Bravo là một cái phần mềm là ăn theo của Pháp. Đây. Ừ. Thì đây bên em còn Bravo 7 này. Bây giờ có chỉ cần Bravo bản thân đối tài khoản không biết công việc cũng như là đó. Thì ý em muốn là sau này sẽ khi mà nắm được cái nguyên lý cơ bản rồi thì bắt đầu là mình đi vào hải quan. Hải quan thì theo chứng từ bên bên chỗ công ty cô cũng được, bên chỗ trung tâm cũng được. Sau đó em sẽ áp dụng, có thể là từ cái đó là em lấy cái chứng từ năm 2019 thì em sẽ nhập vô một cái file nào đó hoặc một cái mật khẩu nào đó thì em để mà các cô hướng dẫn xem là làm như thế là ok không, là em sẽ làm một năm luôn đó, hoặc là một quý nếu mà không có đủ thời gian. Có thể em làm nhập chứng từ một quý của 2019 thôi. 2019 nữa này. Em sẽ có nghĩa là bây giờ từ 2019 này em vẫn lấy về được, em mang về nhà em nhập em hay làm thêm hoài giờ đó vẫn được. Nhưng mà lấy chứng từ năm 2019 thôi, là sau đó là em sẽ là dựa trên cái phần mềm cái báo cáo năm ngoái họ nhập họ làm này. Trên phần mềm đây thì em sẽ biết cách là đối chiếu lại có đúng hay không, và nhờ cô là hướng dẫn luôn. Nếu như thế thì em sẽ vừa kết hợp giữa cái trên của theo chị nhá, thì em đang gửi vẫn là trên tinh thần là vẫn học trên chứng từ của bên em, tuy nhiên là kết hợp cả hai bên, chị vẫn đang hướng dẫn tư vấn cho học viên theo kiểu đó, nghĩa là vừa học trên cái chứng từ của học viên vừa vận dụng trên chứng từ của trung tâm. Nếu trong trường hợp là cái năm 2020 này là Trung đã phải tự mình làm báo cáo tài chính chưa? Dạ chưa, bên em vẫn đang có cái toán trừ. À, và em cũng mới vào đây à? Là... mới vào đây. Dạ, em mới chuyển qua đây từ đầu năm đến giờ. Mà bắt buộc là em phải sử dụng Bravo. Dạ, bên em phần mềm nên mua bản quyền rồi mà có tổng mua tất cả các chi nhánh là những phần mềm này. Thế nhưng mà có một cái vấn đề thế này, có khả năng là em khi học thì em sẽ cài MISA để học cái nguyên lý thôi, nguyên tắc, nguyên tắc hạch toán.